Em người. có kiến chị Trâm My ơi. Vâng, xin mời Thiên. Anh Thiên, anh xin có ý kiến à. Đó là mình xin thưa các bạn là nền kinh tế của Việt Nam bây giờ, cái chuyện mà thu hút nước ngoài đầu tư vào Việt Nam đó là sự bóc lột trên cái giá công nhân rẻ mặt ở Việt Nam. Mình xin nói thẳng với bạn đó là sự bóc lột công nhân ở Việt Nam, bóc lột sức lao động ở Việt Nam. Bởi vì đại đa phần người Việt Nam hiện tại ở Việt Nam chính là đi làm thuê, gia công chính cũng là đi làm thuê, mà đi làm thuê chính là bị bóc lột. Bạn phải hiểu vấn đề đó. Còn Tại sao người người Việt Nam bị đi bóc lột mà bạn lại nói là cái chính sách đúng đắn của nhà nước? Đúng vậy, chính sách đúng đắn của nhà nước chính là để người Việt Nam bị bóc lột à? Để cho bọn tư bản nước ngoài vào Việt Nam bóc lột người dân Việt Nam. Hóa ra vậy là cái là chính phủ của nhà nước Việt Nam này không bảo vệ người Việt Nam à? Để cho bọn tư bản nước ngoài vào Việt Nam bóc lột à? Bây giờ mình sẽ hỏi bạn một câu hỏi như thế này, xem bạn trả lời nha. Hỏi. Bây giờ bạn sống ở quê và không bị ai bóc lột cả, nhưng mà gia đình bạn rất nghèo và bạn làm việc rất là vất vả ở ngoài đồng. Và bây giờ so với việc là bạn đi sang Hàn Quốc chẳng hạn, bạn bị người ta bóc lột lao động 12 tiếng một ngày, nhưng mà một tháng bạn có thể gửi về cho gia đình bạn 1.000 đô trừ đi những chi phí của bạn, thì bạn chọn đường nào? Bây giờ nói thế, nếu đúng rồi, vấn đề bạn đang hỏi chính là bạn phải hỏi cái nhà nước của mình. Bạn thấy không? Hóa ra chúng ta đang đối với đây là bạn đừng có nói là tôi ủng hộ ai, tôi không ủng hộ. Bây giờ tôi xin hỏi bạn, giờ bạn đang đóng thuế để làm cái gì? Bạn đang đóng thuế để bạn nuôi một cái nhà nước buồn nhìn hả? Người ta không bảo vệ được bạn, người ta để cho bọn cái bản nước ngoài bóc lột bạn, hay là bạn đang đóng thuế, bạn đang nuôi một cái nhà nước buồn nhìn hay sao? Đó chính là vấn đề vì sao làm ý kiến nha bạn. Bây giờ bạn trả khi mà người công nhân Việt Nam mà bị, thì tôi đang trả lời câu hỏi cho bạn đó. Chúng ta phải thấy cái công đoàn tại Việt Nam ngày hôm nay đó là của đảng, chứ không phải công đoàn do những người công nhân dựng lên để mà bảo vệ cái quyền lợi cho họ. Mà khi mà người công nhân biểu tình đó thì họ lại bị đàn áp hoặc là bị đủ thứ mọi gắt gối. Bạn phải thấy ở tại một cái quốc gia mà tự do như bên Canada đó, khi mà biểu tình đình công phản đối để mà đòi tăng lương hay thế này thế nọ đó, những cái tổ chức công đoàn đó là công đoàn độc lập mà họ bảo vệ quyền lợi thực tế của người công nhân ở trong cái hãng xưởng đó, họ không có bị bóc lột như cái kiểu của Việt Nam. Tại Việt Nam không có những cái công đoàn độc lập cho nên mới có cái tình trạng người công nhân Việt Nam bị bóc lột như các bạn đã thấy đó. Ngoài cái mặt kinh tế mà các bạn cũng đồng ý với nhau là Việt Nam đang còn chậm phát triển, duy chỉ có Quang, đó là Quang có nhìn nhận một cách khả quan hơn là tuy là Việt Nam có chậm phát triển nhưng mà cái GDP Việt Nam cao và Việt Nam đang trên đà phát triển, thì cái ý kiến của Quang hơi tích cực hơn các bạn còn lại. Thế thì ngoài cái mặt kinh tế đó thì Trà My cũng xin được bước qua một cái khía cạnh mới, tức là nói về chậm phát triển, mọi người dĩ nhiên là nghĩ tới kinh tế, nhưng mà có một cái khía cạnh liên quan ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế, tức là khía cạnh xã hội chính trị. Các bạn ghi nhận như thế nào về nền chính trị Việt Nam? Mình là Hộ ở Canada đó. Mời anh Hộ. Về cái mặt chính trị mà chậm phát triển, tại vì Việt Nam mình hôm nay đó là vẫn chưa có đăng nguyên ra đảng. Cái mặt chậm phát triển chính trị nó sẽ ảnh hưởng tới nạn tham nhũng, tạm quyền của các viên chức cán bộ. Nó sẽ làm trì trệ hết tất cả những cái phát triển của đất nước mình. Tức là ghi nhận của anh là về mặt chính trị Việt Nam cũng là một nước chậm phát triển so với các nước khác trên thế giới. Dạ. Xin mời ý kiến đóng góp của Quang. Mình là Quang từ Hà Nội. Anh Hộ, anh có chắc chắn là nếu mà đặt trường hợp mà Việt Nam đang nguyên đa đảng thì kinh tế phát triển có nhanh hơn không? Chúng ta cùng thử nhìn qua một số nước nhé. Anh nhìn thấy Ấn Độ là một nước tự do dân chủ đúng không ạ? Dạ. Và nhìn Trung Quốc là một nước do đảng cộng sản lãnh đạo. Thì bây giờ anh thấy hai nước đó phát triển hiện nay như nào? Chúng ta thấy là Trung Quốc phát triển rất là nhanh, là mạnh so với Ấn Độ đúng không ạ? Không, tôi không đồng ý với bạn Quang. Bạn nói Trung Quốc phát triển, nhưng mà Trung Quốc á là trên 1 tỷ dân, trong khi đó Đài Loan đó, tôi chỉ nói là một cái khía cạnh nhỏ, Đài Loan là một đảo quốc thôi nha. Đài Loan á chỉ có khoảng 23 triệu dân, GDP của họ đó là hơn cả 1 tỷ mấy người dân Trung Quốc. Mà cái mức sống của dân Đài Loan á nó khá cao, mà họ có bầu cử tự do. Họ chỉ là một đảo quốc thôi. Anh Hồ đang nói tới Trung Quốc và Đài Loan, trong khi câu hỏi của Quang đưa ra đó là nếu mà so sánh giữa hai chế độ độc đảng và đa đảng đó, thì lấy hai cái hình ảnh là Ấn Độ và Trung Quốc làm hai cái ví dụ điển hình. Ấn Độ đi theo đa nguyên đa đảng dân chủ, nhưng mà về cái sự phát triển đó thì nhìn ra hiện bây giờ thì có vẻ là thua Trung Quốc, trong khi Trung Quốc đi theo chế độ độc đảng. Ý kiến của các bạn khác? À, còn nữa, chưa, Ấn Độ không phải là một ví dụ duy nhất. Chúng ta có thể nhìn đến Singapore nữa. Cách đây khoảng độ 3 thập niên thì mọi người đều biết là Singapore được Lý Quang Diệu lãnh đạo. Thì cái sự lãnh đạo của Lý Quang Diệu cũng rất là, có thể nói là độc quyền và độc tài luôn. Nhưng mà Lý Quang Diệu đã đưa Singapore đến một cái phát triển có thể nói là thần kỳ. Điều đó cho thấy rằng độc tài, độc đảng hoặc là một đảng chưa chắc đã là lý do làm cho cái nền kinh tế chậm phát triển. Mình không thể so sánh một gia có vài triệu dân với một cái quốc gia 83 triệu dân của Việt Nam. Mình không so sánh như vậy được, bạn Quang ạ. À.
anh Quang á, và anh so sánh giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Nhưng mà anh Quang ơi, Trung Quốc nó phát triển không có đều. Nếu mà anh đã từng đi qua Trung Quốc thì anh sẽ thấy cái điều này rất là rõ. Những cái tỉnh nằm ở phía đông của Trung Quốc phát triển khá mạnh, nhưng khi đi vào phía trong ở phía tây thì chỉ cách nhau khoảng độ 10-20 cây số thôi. Anh thấy sự khác nhau rất là rõ ràng rồi. Một bên là nghèo nàn, rồi một bên thì phát triển, nó sự khác nhau rất là rõ. Cho nên khi mà anh muốn so sánh thì tìm hiểu được thực tế thì tổng thể cái vấn đề. Một cái nhìn bức tranh tổng thể. Tôi yêu Việt Nam. Hãy cho nhau giấc mơ em. Đã đến giờ Trà My phải nói lời chia tay với các bạn rồi. Vẫn còn rất nhiều điều để chúng ta tiếp tục trao đổi với nhau vào buổi tái ngộ tuần sau. Xin quý thính giả đừng quên giờ hẹn với Diễn đàn bạn trẻ sáng thứ tư tuần tới. Trà My thân ái kính chào. Một ngày mai thật sáng tươi, cùng hát vang lên, cùng hát vang lên bài ca tôi yêu Việt Nam. Gian tuần trước, khi các bạn đang bàn đến vấn đề liệu chế độ độc đảng có phải là một trong những nguyên nhân khiến cho Việt Nam vẫn còn là một nước chậm phát triển trên bản đồ thế giới hay không? Cuộc nói chuyện ngày hôm nay có thêm sự góp mặt của một người bạn trẻ tên Thanh, hiện đang học tập và nghiên cứu tại Hà Nội, cùng tham gia đóng góp ý kiến với Quang, cũng ở Hà Nội, Nam, cư ngụ tại Sài Gòn, Thiên, từ miền Trung hiện đang học tập tại phía Nam, và Hộ, hiện đang sinh sống ở Canada. Trước tiên là quan điểm của bạn Thanh, đóng góp với các bạn tham gia chương trình từ tuần trước. Mình thấy các bạn tranh luận rất là gay gắt về vấn đề đa nguyên, đa đảng hay là độc đảng. Thì mình nghĩ là đó không phải là nguyên nhân để gây ra sự nghèo đói của một đất nước. Mình rất đồng ý với ý kiến của bạn Quang. Tức là mình thừa nhận Việt Nam là một nước rất nghèo, nghèo cả về kinh tế, văn hóa, xã hội. Nhưng mà nếu mà nói về nguyên nhân để làm cho nghèo, thì mình nghĩ rằng cái việc theo đa nguyên, đa đảng hay là độc đảng thì đó không phải là nguyên nhân để làm cho nghèo. Mà theo quan điểm của mình nghĩ thì trước hết chúng ta đang nói về vấn đề chính trị và xã hội chẳng hạn. Thì mình nghĩ là cái nguyên nhân để làm cho Việt Nam nghèo chủ yếu là do cái cách quản lý và những cái vấn đề nảy sinh trong nội bộ xã hội của Việt Nam là chủ yếu. Ví dụ như tham nhũng chẳng hạn. Vấn đề tham nhũng là đang rất nóng bỏng ở Việt Nam và hầu như là cái cách quản lý hành chính ở Việt Nam còn rất quan liêu, rất nặng về hình thức, và cái điều đấy mới là cái điều quan trọng. Chứ còn nếu mà theo đa nguyên đa đảng, cái đó cũng rất phức tạp, bởi vì như các bạn đã thấy á, thì rất nhiều quốc gia đa nguyên đa đảng trên thế giới á. Nếu như nói về mặt phát triển kinh tế thì Việt Nam thì không thể so sánh được. Thì rõ là Việt Nam rất nghèo bởi vì cái xuất phát điểm của Việt Nam rất là thấp. Nhưng mà nói về cái sự ổn định chính trị và cái sự ổn định xã hội thì mình thấy là Việt Nam cũng rất là ổn định. Cho nên là theo cái quan điểm của mình á. Không đồng ý cho bạn Thanh nha, bạn Thanh. Như thế này nè, khi mà đa nguyên đa đảng đó, thì những cái đảng mà đối lập đó bạn Thanh, họ sẽ kiểm soát cái đảng mà cầm quyền. Nếu mà khi mà đảng cầm quyền á, mà họ đi chệch hướng đó, thì cái đảng đối lập á, họ sẽ cảnh báo. Thì cái tình trạng đó mới chống được cái nạn tham nhũng. Bạn có biết á, là khi mà đảng và nhà nước kêu gọi là chống tham nhũng, nhân dân chống tham nhũng lại bị bỏ tù. Thì thật sự ra như vậy thì đảng và nhà nước mình đâu có muốn là chống tham nhũng thật sự đâu. Bạn thấy rõ ràng á, chính cái đa nguyên đa đảng á, nó mới kèm được những cái sự mà lộng quyền, lộng hành của quan chức, của cái đảng đang cầm quyền. Thì xin hết. Nhường cho Thanh để Thanh giúp cái ý của Thanh rồi Nam giúp ý Thanh. Vậy Thanh. Mình có một ý kiến nhỏ muốn chia sẻ với Ngộ như thế này. Tức là bạn nói rằng là cái sự đa nguyên đa đảng nó sẽ kìm nén cái việc tham nhũng của cái đảng này với đảng kia. Mình cũng thấy cái mặt tích cực của cái việc đa nguyên đa đảng. Nhưng mà chúng ta đang bàn ở đây là vấn đề tại sao ở Việt Nam là một nước nghèo. Thì chúng ta nên tìm ra những nguyên nhân tại sao nghèo. Và mình nghĩ rằng là ví dụ như Trung Quốc chẳng hạn. Trung Quốc là một nước mà đảng cộng sản cầm quyền. Tham nhũng cũng rất nhiều nhưng kinh tế của Trung Quốc lại rất phát triển. Thì chúng ta có thể nói rằng là đa nguyên đa đảng thì kinh tế của nước ta sẽ phát triển được. Trước ý kiến của Thanh đưa ra thì xin mời ý kiến phản hồi của Hộ, của Thiên hoặc là của Nam. Mình là Thiên, xin có ý kiến. Mình cũng đồng ý với chỗ bạn Thanh, chỗ là chúng ta ngồi với nhau, hội luận với nhau, không phải bàn về vấn đề